Xin sư hoan hỷ trả lời cho tôi biết rõ, robot dùng trí tuệ nhân tạo AI có phải là một chúng sinh không? Vì nó cũng có suy nghĩ, có cảm xúc và có các hành vi tạo nghiệp. Thưa quý vị, để gọi là chúng sinh thì đòi hỏi phải có thân và có tâm. Trừ chúng sinh ở cõi vô sắc giới thì không tính, nhưng chúng sinh ở cõi dục giới mình á, là phải có thân và có tâm. Tâm thì phải bao gồm các cái trạng thái tâm và các cái thành tố cấu tạo nên tâm. Và do cái AI này đó, nó không có tâm, nó chỉ là những cái biểu hiện của các sắc pháp hoạt động thôi. Nó không có tâm pháp, cho nên là xét về bản chất nó không thể gọi là chúng sinh ha. Còn quý vị nói là có cảm xúc thì nó như thế này, nó chỉ có thể dựa vào những dữ kiện để nó mô tả lại và nó đặt tên cho nó và nó gọi là cảm xúc, chứ thực tế con AI nó không hề có cảm xúc, nó đâu có cảm giác đau là gì đâu. Nó không có cảm xúc, bởi vì nó không có cái tâm tương ứng. Ví dụ như là cái thần kinh xúc giác, cái tâm thân thức nó không có. Cho nên nếu như xét theo Atidam thì AI nó không có đủ để gọi là một chúng sanh. Và không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì để trả lời câu hỏi này đối với sự cũng khá thú vị. Thì quý vị hỏi về ngay ai không? Hỏi về ngay ai nè, thì sư cũng hỏi ngay ai. Thì hỏi chính nó luôn, cho nó trả lời bản thân nó sao, nhận định sao. Không? Nhưng mà phải trả lời như vậy nha. Tôi phải hỏi, nó gì nè, đại loại như hỏi nó là vậy thì theo cái quan điểm của Phật giáo Theravada, tức là dựa vào kinh Tam Đại Kinh Điển Pali, thì trí tuệ nhân tạo AI á, có được gọi là chúng sanh không? Bản thân nó trả lời, nó trả lời gì nè, đọc nguyên văn với vị nha. Theo Phật giáo Theravada, chúng sinh là những sinh vật có cảm xúc và khổ đau do bị ràng buộc bởi luân hồi. Để thoát khỏi luân hồi, chúng sinh phải tu tập đạt đến giác ngộ và niết bàn. Trí tuệ nhân tạo AI là một công nghệ do con người tạo ra để mô phỏng trí thông minh con người. AI không có cảm xúc hay khổ đau, không bị ràng buộc bởi luân hồi hay niết bàn. Vì vậy có thể nói rằng AI không được coi là chúng sinh trong quan điểm Phật giáo Theravada. Cái này là sư hỏi AI nha, AI trả lời nha. Rồi cái thứ nhất là xong, giải quyết xong phần AI nha. AI hỏi, quý vị hỏi AI thì sư hỏi AI cho tự trả lời cái. Rồi bây giờ sư sẽ trả lời trong tinh thần Tam Tạng Kinh Điển Pali. Đức Đức hiện tại dẫn giải rất là đúng thưa quý vị. Để gọi là một chúng sanh á, thì ở cõi dục giới chúng ta đi, thì chúng sanh dục giới thì có danh sắc. Tức là có, tạm gọi là có danh mạng quyền, sắc mạng quyền, đó là yếu tố, và nghiệp chịu bị, nghĩa là chịu chi phối bởi nghiệp. Đó là ba yếu tố bị nhớ nha. Rồi chúng ta lên một cái chúng sanh mà cao cấp hơn, như Đức Hành Tại nói đó, đó là chúng sanh mà gọi là vô sắc, tức là họ có cái tâm. Có tâm mà không có thân thì vẫn được coi là chúng sanh, bởi vì họ có danh mạng quyền. Rồi chúng ta lại suy xét thêm một cái chúng sanh mà đặc biệt hơn. Chúng sanh này mà đôi khi chúng ta không học Atidam á, chúng ta lại dễ lầm tưởng là những cái vật chất giống như cây cỏ cát đá, hay thậm chí là cái máy móc AI này nè, nó có sắc cho nên là nó là một chúng sanh. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh ở cõi vô tưởng, tức là phạm thiên vô tưởng thưa quý vị, họ chỉ có sắc thôi. Có nghĩa là phạm thiên vô tưởng là cõi vô tưởng á,
là trong kinh điển mô tả là ở trên đó đó, Phạm Thiên Vô Tưởng đó là họ chỉ là như một bức tượng thôi, một bức tượng thôi, có nghĩa là có sắc thôi, chứ là có cái hình, có bức tượng, như bức tượng nên có như thôi chứ không có tâm, đúng không? Nhưng mà đặc biệt như vậy có điểm, một cái điểm này, nó khác biệt cái cây cỏ hay vật chất, là những cái vật chất khác là hay là cái máy móc là như vậy, là họ đi tái sanh, thưa vị, nghe gọi là tục sanh đó. Họ nên cho nên họ có cái gọi là sắc mạng quyền. Ừ. Rồi họ bị chi phối bởi nghiệp, tức là cái chúng sanh ở cõi vô tưởng, thưa quý vị, cũng có một cái tuổi thọ nhất định, khi mà hết tuổi thọ thì họ cũng phải tái sanh tuần tự ở trong tam giới thôi. Còn cây cỏ cát đá hay là máy móc nè, máy móc như AI này, thì nó có sắc, thưa quý vị, nó có sắc và nó bị chi phối bởi thời tiết, bởi các giống như là thời tiết, khí hậu này nọ, cái độ ấm gì đó, đúng không? Nhưng mà nó không có sắc mạng quyền đó, đó, và nó không bị chi phối bởi nghiệp. Ừ, cái nghiệp, cho nên là không có thể gọi mình là nó chúng sanh được. Đó là theo cái quan điểm của Phật giáo Theravada, hay là cụ thể hơn là theo vi diệu pháp, theo Atidàm, theo Abhidhamma, là nó như vậy. Cho nên trước khi kết thúc câu trả lời này thì sư xin nhấn mạnh là hai điểm vì hiểu rõ ha. Thứ nhất, bản thân sư đã hỏi chính AI là nó cũng không xác nhận nó là một chúng sanh. À, và cái điểm thứ hai, trong tinh thần Tam Tạng kinh điển Pali, cụ thể là trong vi diệu pháp, trong Abhidhamma, thì AI, máy móc AI cũng không được gọi là chúng sanh thôi. Thì cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi ở đây. Cảm ơn câu trả lời rất thú vị của Đại Đức Tuệ Tường. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.